này cá nó chạy lại rồi nè chú Út. Rồi ha. Ui cá gì vậy? Con gì bự vậy? Trời ơi, vậy còn sống. Ôi ôi, lươn với cá chạch kìa bà con ơi. Đã quá trời, cái này cá linh nhiều nè. Mê quá trời. Rồi cá ngay nó cầm cái túi cá kìa. Quá trời ngon luôn. Cá thấy mê không Thái? Múc thăm cái này quá trời cá luôn nè. Trời ơi, thấy nó nhảy sôi sôi luôn nè cô chú anh chị. Mê quá trời luôn. Ui đẹp quá ha. Thôi ơi, ui ui đẹp quá kìa. Cái này gọi là cá chạch nướng mồi nha. Ngon lắm. À, mình nướng. Dạ dạ. Trời ơi ngon kìa. Quá ngon luôn. À, nếu mà mình chịu khó là cũng mấy cái con ở trên đồng đều có thể kiếm được tiền. Cái này con nghe cá bự nó quậy rồi nè, không biết cá gì nè. Có cá chạch nè chú Út ơi. Vô vô rồi. Ôi cái luồng này chạy cá chạch quá. Ôi có cá chạch ngon này cô chú anh chị ơi. Để em bắt mấy cá chạch này hồi nướng luôn ha chú. Bự hả? Ui, cái này con thấy có cá gì ngon nè, cá nó quậy bự nè. Ăn gì? Ừ. Quá nhiều vậy? Ai biết? Phải ăn nhiều, phải cắt nhiều nhiều vậy. Quá nhiều. Chép đầu mùa nó còn hơi nhỏ hả? Ừ. Dạ. Vậy mà còn có chốt cái gì nữa không? À, còn cá linh, cá mày dình vậy đây, cá dình để vô ăn luôn. Cá đã dữ trời. Cá tịch tự lưỡi đây rồi. Đây có cá chốt cái lăng nha cô. Ngon quá trời ngon. Cái này mình đi chợ nào bán vậy cô? Đúng rồi. Dạ. Ôi ôi. Cá này dinh. Vậy sao vết chặt hả? Cái heo mua luôn hả cô? Mua hết luôn. Và chính là cái cánh đồng nước nổi nè, bà con đang khai thác làm nghề cá linh, cá đồng về vớt. Đây cảnh buổi chiều hoàng hôn rất là đẹp luôn nè. Xưa còn trẻ chú Út đẹp trai, chắc chú có nhiều gậy không? À, chú Út kể cái mối tình của chú Út với Thiếm Út vậy cho con nghe với. Xưa đó bả gặp tao là bỏ mê liền. Ngày này nếu mà biết trình dẫm hen mua có 100 triệu rồi. Dạ. Chứ còn không biết trình dẫm là nó nhiều khi nó cũng bị khổ. Mình cũng biết tiết kiệm ha. Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với video tiếp theo của em trên kênh Ống Kính Đó Đây nha. Các bạn thân mến, hôm nay em đang có mặt ngay tại một cái cánh đồng nước nổi của Hồng Ngự Đồng Tháp. Video hôm nay em sẽ đưa cô chú anh chị và các bạn cùng đi tham quan cuộc sống của bà con một cái vùng nước nổi ở Hồng Ngự Đồng Tháp nha. Đây, ngay chỗ này là một cái bờ đê chắn lũ trong những năm lũ lớn của những năm trước đó cô chú anh chị. Đó. Còn ở dưới đây là một cái con kênh nè, một cái con sông. Đó. Bên đây là cánh đồng nước nổi nha. Hôm nay thì em sẽ đưa cô chú cùng đi lên đồng này để thăm vớn cá linh mùa nước nổi. Hôm nay em nghe anh bà con ở đây nói là bắt đầu cũng có cá chạch chạy lai gai rồi, cho nên là hy vọng video ngày hôm nay cũng mang đến những hình ảnh những con cá chạch đầu mùa
nước nổi cho cô chú anh chị các bạn xem nha. Ở đây thì có mấy cái dèo, mấy cái dèo của bà con nuôi cá nè. Đó. Còn ở đây, phía bên đây thì một cái ghe của bà con ở bên An Giang, người ta qua đây người ta làm nghề cá mùa nước nổi nè. Đó. Cứ mỗi một mùa nước nổi như vậy thì bà con sẽ di cư đến đây. Đó. Để đánh bắt những con cá trên những cánh đồng. Và ở đây là một cái chùm cây thì bà con có che những cái chòi tạm ở đây nè để sống qua mùa nước nổi. Đó. Thì mời cô chú anh chị các bạn vô đây để khám phá cái cuộc sống buổi sáng ở đây của bà con nha. Thường mà sáng sớm thì có một số cô chú anh chị bạn hàng ở những ngôi chợ gần ở đây như là chợ Hồng Ngự nè, người ta tới đây để thu mua cá chợ để mang ra chợ bán, với lại là mua cá linh nữa. Đó, ở đây khoảng 6 giờ sáng, chưa 6 giờ luôn, mới 5 giờ mấy à. Đó, bầy gà bây giờ cũng thức để dẫn con đi ăn rồi nè cô chú. Đó. Đó, ở đây thì những cái trại bà con dân mùng kê giường để ngủ. Còn ở đây buổi sáng em thấy một số cô chú đang cân cá chợ để mang về bán nè cô chú anh chị. Đó. Ở đây buổi sáng thì có cô lại đây mua cá về để đi bán nè cô chú anh chị. Cô đi mua cá linh hay là cá chợ vậy cô? Dạ. Ui, cái này cá gì ngon quá vậy? Ôi, ui, cá chốt. Cấp 2. Ủa, cấp 2. Quá ngon cô chú anh chị ơi. Ủa, cá phai nè. Đã quá. Ui ui, thấy mê luôn nè. Cá heo nữa. Có cá chốt đây một chàng. Nó chích cái là bà cố luôn. Cá heo còn bự bự. Ủa, cá lái heo. Mày không có dưới, mày không vớt thằng gì sao vớt gặp à. Cá heo mua luôn hả cô? Mua hết luôn rồi. Nè. Con mỡ nó bị bỏ. Ừ. Vớt nó chết hết trơn. Có con cá heo bự nè, cô chú anh chị ơi. Heo bự nè, đã quá. Cái heo này mở ra đây. Cái heo này tới nó rút nó mặt nó bự dữ đấy hả cô? Ừ. Ôi, con cá heo này bự nè. Này, cá heo vậy mà. Chết chân rồi, nó gì chứ mà chân. Không có chết cái gì chứ hả chị? Nó chết. Ta chặt cá heo, ta... Ở đây Thím Út cũng dạy để vào cá cho cô trên bờ nè. Đây thì chị Thảo cũng đang chuẩn bị ghim mấy con cá chạch lên. Ôi ôi, cái cá đó quá ngon luôn kìa. Thì cá gì chị? Gỗ này nè, để ngồi đâu? Dính vô gỗ cái hết kìa. Dính vô gỗ không ngồi cả. Có bút lấy cái thau rồi xanh. Thôi, thôi. Rồi cái này mới đã nè. Ôi ôi. Cá này dinh. Cá lăng. Ok. Này cá lăng chưa có nhiều. Này, cá, thấy cá khoai nó nhảy thấy mê quá cô chú anh chị. Này có con cá không? Có. Cái này mình đi chợ nào bán vậy cô? Chợ Ngự. Dạ. Chợ chị. Hồng Ngự mới hay Hồng Ngự cũ cô? Cũ cũ mới nè. Dạ. Dạ. Bán lẻ hả? Dạ.
Chiếc lợn của Thảo. Cái khoai nè. Ừ. Nguyên quá này nè. Nãy cái này nãy nó để trong cái tao hết nó chết lên được rồi. Nó sao biết? Cái này sao mình không lựa cá heo mình để riêng dễ bán ta? Dạ. Yeah. Ồ nó nhảy nè. Nhỏ mà để chung tụi mình phải. Thì bán cái người ta hốt người ta lựa lấy luôn hả? Lấy cá heo có cái ấy lộn luôn hả? Làm cho nó. Thì đó vậy nè. Trời ơi cá mình sẽ mê dữ trời. Chết bỏ hôm nay. Lên này nè, sáng nó xuống. Sáng này sáng này căng lại chạy lên oxy chứ gì. Bà đâu có oxy. Chết không lên bên đi. Đâu có chạy oxy. Oxy. Tôi có oxy mà tôi không có oxy. Chết chê nhưng mà cũng. Liệu hóc hóc trong đây đi. Cái khoai này mình có tiêu ăn hả cô? Ừ. Ừ. Rồi. Má nó cũng nhiều. Ừ, chết. Chết nhiều quá, khúc dưới này chết nhiều. Má chờ hai bà cháu mà tại vậy đó nha. Nãy lên thấy chết khoan nó đổ ra. Hết người ta chết ra, nó hiểu cái đâu nó đổ á. Cái ngoài cũng yếu quá. Nó rộng nhiều. Xíu vậy. À, rộng dày nhỏ, quá. Ừ, nó nhỏ rồi, nó nhiều quá, nó nghẹt. Dạ. Nhắc rộng mà để chơi ủ ghê. Này, ở đây, ui, cá gì nữa nè. Đây có cá cá chốt cá lăng nè cô. Ừ. Ngon quá trời ngon. Trời ơi bên đây nguyên cái rộng cá chạch. Ngọc ơi, xuống cái cá chạch Ngọc ơi. Thôi đổ ra sao đẹp đẹp cho em quay cái. À, đổ qua thao á. Chốt không là cái lăng sơn cũng có à. Chặt bự đâu anh Dư? Con đường con à. Dạ. Anh Dư nói có con cá chạch chúa. Lấy cái căng căng cái này đi, căng đi căng này hồi hộp quá. Đang hồi hộp dí trời. Căng căng đâu này còn tối thui rồi cô chú. Cái này em phải hỗ trợ đèn thêm. Nhìn mới thấy rõ được mấy con cá. Cá lăng sơn sơn không? À, 2 ký đây nha, chưa được 2 ký đó. Tính 2 ký đi, cho nó về nha. Ừ. Ừ, đi đi. Ê, đâu có chặt cho nó căng đi, xách đi trước đi. Cái này mình... Nè, 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 để vô sau. Đổ qua đây hả? Đổ qua đây hả? Đổ vô bọc luôn hả? Ừ, vô bọc luôn. Ai, ai. Khoan để cho con quay cái con. Nha, trời quay đi con. Ôi, ôi, cá nè. Ừ. Ơi, có con cá thịt bự, con nó bự lắm. Nè, đổ vô con. Chắc con lươn nó mới gần hả? Đem, phan, 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 phan. Bà chế cái này cháy chỗ. Đổ ra vậy con. Nó có con cá thịt bự, nó bắt lại chỗ. Đổ, đổ ra nguyên, đổ ra nguyên thao luôn đi. Đổ ra đi, rồi mình chút cháy vô lại. Ừ, đúng rồi đó. Chút cháy lại kìa. Ôi, ôi, cá thịt kìa. Quá đã luôn. Trong giờ có giây phút này. Nè, bắt cái lươn, lươn coi. Lươn của này vậy mà. Lương hả? Ừ. Khoan khoan. Khoan khoan, giờ giờ dở tay lên con thập cái thao ấy. Rồi rồi rồi. Nét đó. Khoan khoan, có lương đâu. Còn đó. Cá đã dữ trời. Cá chụp bự lươn đây rồi. Ừ. Đấy. Tại sao đâu con. Rồi. Để cá chụp bự qua đây. Nè Thảo. Ủa con, này còn con cá chạch nó bự kìa. Quá bự luôn. Chạy, chạy ra. Ê, nó không bự. Lấy cái thao ra, quay cái căn bự lên đây. Để con bự lên căn đây.
Trời ơi, cá trạch nó bự nè. Này 4 ký 3. Ấn chưa? Nè, 4 ký 3 Thảo. Này đưa hai ngón tay vô nè, mình có thấy được cá bự. Cho ba chị. Đây nè, dạ dạ. 4 ký 3 đó. Dạ, đúng rồi. Hồi tính tiền, hồi tính tiền đàn cho con nha. Hôm nay mình nhậu được con này được anh em ơi. Con nào vậy? Con này nhậu lắm, cách bia quá. 4 con lận, 4 con bán rồi. Con này chắc hiếm lắm, mới sống sót được tới giờ này. Con này cá chịch nái nè. Nái mới chịu. Bự như đĩa trâu á. Không, chuẩn qua nó đỏ, nó vàng khè luôn, mấy nay sao nó trắng rồi đó. Chắc nó đi chốc phèn. Nước phèn. Chốc phèn. Đóng phèn bây giờ nó chốc phèn. Bởi nó đổ lên nó vàng khè luôn á. Chân cá lên chưa? Rồi. Bao vậy? Thằng ơi, chỉ có 1 cọc này, có 3 kg bao nhiêu. Qua đổ là có nhiều đâu mà. Coi Thảo, nhiêu con? 5 kg đi. Này 5 kg mấy đó. Nè. Ừ. Cầm. Đó, ở trong thùng đi. Lại 4 kg 3 là 430 phải không con? Cái chính tính là còn 2 kg đó. Là nhiêu ạ? 530, 630. Nè, 500. Đi cho nhỏ ơi, đi đổ nhỏ ơi. Đổ là ha. Con này. Hả? Này. Mua bằng kia mà đâu. Thì mua, bán chứ mua bằng gì chẳng. Nó kẹ luôn. Mua luôn đi. Căng nhiêu, căng luôn đi. Chứ bà bán rẻ là mua luôn đi. Mua lớn nào. Ừ, rồi. Đó cái gì? Cá trà. Cá trà con. Dạ. Ba cá trà con, cá mua phi. Kìa kìa, cầm cho bán cái trà này. Quê quê gọng cái trà lại chứ, để chết. Cá trà đó để làm món gì anh? Nướng nướng mà đây, 4 con cái gì nè. Dạ. 5 con luôn. Rồi. Nó nướng mà, có nướng được đâu. Được, nó coi bán nhiều, tâm hỗ trợ. Không, không, không được, không mừng. Gửi về cho ông về vợ. Ở đây thiếu mút đang xách cái gì lên nữa vậy? Cá chạch nữa hả? Ôi ôi, đây cái giọt cá chạch nữa nè. Ê đúng không bà? Đổ ra bắt lương đi. Đổ ra thao đi, đổ ra thao bắt lương. Bắt lương cái này lương với tôm. Ôi ôi, lương với cá chạch kìa bà con ơi. Quá rồi. Ôi ôi, cá ngon dữ vậy nè. Quá con tôm kìa. Không con nữa rồi. Trời ơi, bự chặt nó đi. Không có bự không con đó. Cái gì? Con nó. Nó đi rồi. Này cái này giờ đứng vậy. Đây cho bỏ vô đây. Đó. Quá rồi, bữa nay mà coi cái clip này cá chạch này nhìn thấy chóng mặt. Cá chạch này cá chạch đầu mùa luôn. Clip này clip đầu tiên luôn. Hổm gài dồn mới có dữ đây gì vậy. Ừ. Bữa nay nó bữa nay mới cũng mới chạy nhiều nè. Cá chạch này nấu mẻ nè. Rồi nướng. Dư quân nấu mẻ mới được. Rồi ơi, con thấy người ta kho nghệ nữa hả? Đủ thứ cho món. Nói chung mình rồi khô cá chạch nữa. Rồi chiên sầu. Nướng tươi thì nó ngọt. Đúng rồi. Bà kia hai cái túi cá chạch vừa rồi. Sáng có máu luôn rồi. Ủa, chú Thiên Búc. Ở đây có mấy cái gọng nè. Mình thấy rất là nhiều gọng luôn nè cô chú anh chị. Mỗi một cái gọng là mỗi một loại cá khi bà con đi đổ vớn về rồi phân loại ra đó. Cá linh thì để riêng nè. Cá lóc, cá rô, đồ thì để riêng. Cá lăn. Đó, cá chạch thì để riêng luôn. Cá heo, cá khoai thì thời điểm này còn để chung. Mấy ngày nay ảnh hưởng của bão đó cô chú anh chị, cho nên là thời tiết ở đây nó cũng buổi sáng nó cũng có khá là nhiều mây luôn. Giờ này là cũng có những cái xuồng giỏ của bà con đi thăm vớn nè. Người thì đi ủi ốc ở trên đồng. Đó, mùa này thì bà con cũng có đi kéo lưới nữa.
Thím Út đang xách cái túi cá lên nữa kìa. Rồi cá khoai. Ừ, cá khoai này sống nè. Cá tê cồ. Đó vô. Cá khoai này còn sống nhìn đảo ha. Ôi ui nó nhảy kìa. Vậy mà còn có chốt cái gì nữa không? À con cá linh, cá mày dính đây. Cá dính để vô căng luôn. Để đổi cái này mượn của mình á. Ở đây cứ sáng sớm mà 5 giờ rưỡi là bà con có lại cân cá rồi. Cho nên ở đây vui lắm. Buổi tối thì bà con lựa cá linh ở đây tới khuya luôn. Nói chung là làm việc tới 12 giờ luôn mới ngủ cô chú anh chị. 12 giờ khuya luôn. Cái này là tép hả Thím Út? Cá mày dinh với tép. Cá mày dinh với tép. Tép không Út? Út căng tép luôn không? Dạ. Căng luôn chứ sao không căng? Trời ơi, còn tép nữa. Điểm này là căng hết luôn. Tép này nhỉ nhờ cho Út. Ừ. Tép là quá dễ dạ. Quá dễ dạ. Trời. Thì nó dễ. Trời ơi, tép kìa. Tép này thời điểm này chưa bự ha. Nhiễm thì căng nhiễm. Ừ. Nhiễm quá nhiều vô. Ai biết? Phải căng nhiêu, phải cắt nhiêu nhiễm vậy? Quá tép đầu mùa nó còn hơi nhỏ hả? Ừ, nhỏ. Dạ. Chị nhỏ càng nhỏ thì biết sao vậy? Hay chị Thảo xách lên cái gọng tép nữa nè. Mấy cô sáng ngày tranh thủ lựa cá khí thế luôn để mang ra chợ sớm. Cần sớm để mang ra chợ sớm. Này nhiều không có cái khác luôn. Tép quá đã luôn. Cách bán mới được không á? Trời ơi nó nhảy kìa. Tần tôm nhảy ra rồi. Tôm nè có. Có một tôm một. À, buổi sáng thì có một số xuồng giỏ của bà con chạy lên đồng để đi thăm giếng rồi đó cô chú anh chị. Thì 4 kg 80 ngàn. Ờ. Đếm này còn cái đếm này nó chưa lớn là còn hơi nhỏ. 3 kg mấy Thảo? 3.2 kg hả? Dạ 3.2 kg. Gì 4 kg 80. Cấp 2. Cái đồng này tính ra như thấy tôm cũng có lai gai ha, cũng bột tôm. Chắc tính cá trắng 40 ngàn. Ừ. Lần tính 20 ngàn. Là 4 kg 80 ngàn. Ừ. Cái ghe chạy ngang rất là lớn đó. Cái ghe này là cái ghe đi thu mua trấu ở những cái nhà máy á. Chạy ngang cánh đồng nước nổi rất đẹp luôn. À, trước khi đi thăm giếng thì em ghé đây một cái bè của chú đang xúc cá chốt lên để đem về nuôi nè cô chú chị. Và ở đây cũng có một cái giỏ đi ủi te về nè. Chú đang xúc cá chốt gọng ở trong dèo bây giờ đem về nuôi. Chuẩn bị đem về nhà nuôi hả chú? Dạ. Dạ. Cá chốt này thì bữa giờ chú đi mua của bà con đi thăm giếng ở trên đồng á, giờ đem về nhà nuôi. Đây cá chốt con của mùa nước nổi nè. Khi mà thăm giếng á là cá chốt cho nên bà con lựa ra để bán cho những người người ta nuôi lại cô chú anh chị, nuôi lớn thành cá thương phẩm. Ôi, quá trời cá luôn à. Ôi cá nhìn đã quá.
Ở đây thì chú đã chuẩn bị cái giỏ chạy oxy rồi nè, để chở về nhà. Này về mình nuôi hầm hả chú? Nuôi dèo ha. Dạ. Ở đây người ta đi cạo hến hay gì nè cô chú anh chị? Cái này là đi đâu hả à, Ái? Ủi ốc hả? Đi ủi ốc hả chú? Dạ. Cá chốt này nhìn ngon lắm cô chú anh chị. Cá chốt này cá chốt sọc nuôi thương phẩm, khi thành cái cá thương phẩm rồi thì cũng khoảng 90.000 ký khi mình cân cho lái. Ôi ôi cá kìa, đẹp quá. Ôi đẹp quá ha. Thôi ôi, ui ui đẹp quá kìa. Ôi ui, ôi ui đẹp quá. Ôi ui cá đã kìa, mê quá. Mê quá trời luôn. Đó. Cá mạnh sôi sói chú. Còn cái dèo kia nữa hả chú? Dạ hả? Rồi. Trời ơi nó nhảy lên kìa. Sau khi cá xúc lên vỏ rồi chạy oxy, chú cũng có gọng thêm ít nước đá nha. Nước đá đây là tác dụng gì hả chú? Cho nó mát nước hả? Dạ. Ở đây còn một dèo cá chốt nữa nè, mà cá này chú nó còn yếu, để dưỡng cho nó khỏe rồi mới trở về. Bây giờ về lại cái chòi của chú Út để chút xíu nữa đi thăm vớn. Ở đây là cái ghe của chú Thím Út nè. Dạ bây giờ là khoảng hơn 7 giờ sáng rồi. Bây giờ em với chú Út với lại chú ở đây đi ra đồng thăm vớn nha cô chú anh chị. Đó. Hôm nay đi tới 3-4 người trong một xuồng luôn. Rồi hello. Đây là em trai Ái, cháu nội của chú Út nè.
Còn đây là chú hàng xóm, chú thiếu mấy? Năm. Rồi đi chú Năm luôn. Rồi để xuống xuồng. Đi lên đồng là phải qua cái cống nước này nè. Mấy ngày nay nước nó lên cũng hơn những mấy ngày trước khá là nhiều rồi. Bà con mấy ngày nay cũng nâng những cái đường dớn lên để cho nó cao khỏi mặt nước. Đợt này đi thăm dớn nào đúng cái dịp bão Yagi đổ bộ vào miền Bắc á. Và ở đây nó cũng ảnh hưởng, cũng có gió nhiều nè. Nó gây sóng trên những cánh đồng này cũng nhiều lắm cô chú anh chị. Ở đây sóng đánh phải nói rất là mạnh luôn. Sóng đánh mà nước nó tràn vô trong cái sùng đục luôn á cô chú anh chị. Đây, ở đây một cái bầu dớn nó lớn như vậy nè cô chú anh chị. Mỗi một cái bầu vậy thì nó sẽ có hai cái đuôi dớn. Thì đổ ra được hai luồng cá ha. Cánh đồng này hiện tại là cá chập chạy cũng rất là nhiều rồi. Cũng lay gai rồi. Tầm khoảng chừng một tuần nữa sẽ đi thì cá chập nhiều lắm cô chú anh chị. Rồi hôm nay có dịp đi quay chung clip với anh bạn kênh Đứa Con Đồng Tháp của chú anh chị. Đi quay thăm dớn. Thì Ái sẽ cầm cái thao đi đổ ghiêng phía bên kia. Ái sẽ lội ha. Thì năm nay Ái 13 tuổi hay là 14 tuổi Ái? Không biết nữa. 14 tuổi. Ái 14 tuổi nhưng mà rất là giỏi nha cô chú anh chị. Con lấy rồi đó. Rồi bây giờ thì chú Út kéo cái dầm không lấy làm cho dễ lấy dầm. Bây giờ thì chú Út sẽ thăm cái vớn đầu tiên nè. Mấy ngày nay thì nghe chú Út nói chạy cá chạch cũng bộn á. Trời ơi nó đóng dữ gì. Con cá mùa mấy cái kia nó không khó. Để là không nổi luôn. Dạ. Ui con nghe có cá quậy rồi đó. Cá nó rộ rồi. Ui cá linh. Cá này bự ha. Chú Út cũng có lấy cá linh. Có con linh. Cái này không có cá chạch. Có con cá giuồng nè. Cá linh cám nè. Con được cá thấy cái nổi chứ này lên thì được nó. Cá mì dinh nè. Đây của Ái cũng tương đương nhau với bạn Tâm nè. Cũng cá cũng đã quá nè. Có con tôm. Bên đây có cua. Hai bên cũng giống nha. Rồi một đều. Chú Năm đi là nhiều mũi. Nhiều mũi cắm sào. Mũi dài lái phải chịu chịu đòn. Rồi giờ mấy con cá linh bự mình bỏ đâu đi chú? Để khoảng. Dạ. Chứ không có không? Hả? Lụm cua. À, đây hả? Chú Út kêu lựa mấy con cá linh bự ra để hồi về chú Út nướng. Mấy cá linh bự nhưng mà cá linh giật đàn á. Chứ còn cá linh cái, linh mẹ thì chú Út thả luôn. Không có bắt. Dạ dạ. Rồi rồi. Dạ dạ.
Mình bỏ nước vậy nó sống không chú Út? Sống hả? Ủa đây có cá chạch nè. Cá cũng ngon quá cô chú anh chị ơi. Bây giờ là cái bầu giớn tiếp theo nha. Hồi nãy đổ được hai cái bầu rồi. Hai cái đuôi rồi, một bầu hai đuôi. Cái này là cái bầu thứ hai phải không chú Út? Hôm nay mình thăm tổng cộng là 14 cái bầu ha. Dạ, còn dạ. Còn mười mấy cái nữa thì buổi chiều mới thăm. Ừ. Cái kia được buổi chiều. Dạ. Ôi cái này có cá nhiều nè, con nghe nó lộ. Chứ có cá chặt không đây? Chưa có mùa đâu. Dạ. Cũng có lai gai cá chặt nè. Tầm nửa tháng nữa nhiều ha chú Út. Có 10 ngày nữa. 10 ngày nữa ha. Dạ. 10 ngày nữa con trở lại nha. Chăng gần tháng 8 đó là cá chạch năm nay. Ui cá chạch nè. Nè cá chạch nè. Cá lục phiến. Anh Linh. Cái phía có xua đèn lại một con nè chú. Con lựa mang cá linh bự để hồi về chú lớn dầm nắm me. Con lựa lựa có bự để nè. Dạ. Cá linh nướng ngon lắm. Nướng ngon. Học mua học cho bé chúng hấp xương nướng thơm. Dạ. Nè cái chặt này cho chú. Này cái thao cái linh của Ái mới đổ vô nè. Cá này cá bự không? Cá linh bự không? Cá linh bự đã không mà ta? Cái gạch này. Chống luôn lên 5 mặt nét rồi. Chú Quỳnh ơi cái chạch chưa? Rồi, thôi rồi. Cá linh nhiều à, cá linh nhiều quá nè. Rồi mới cá bự bự bỏ ra đây. Cho hỏng rồi không nướng. Trong lên tí. Lột rồi gắp gắp con cá buồn vô. Gắp con cá buồn vô đúng bài đấy. Cá chốt, cá dồ. Cá mì dinh. Mình đã chưa? Cá bự cũng nhiều ha. Đây là cái bầu giớn thứ ba. Chú cũng thầm nè, thấy cái này cũng có cá nó lai gai. Bữa nay cá linh cái này là cá linh ít ha chú. Cá linh ít. Có cá heo nè. Đây. Bộ được anh Năm. Đây cá linh già nè, cả cá này. Này mình được con cá gì mình ăn. Đúng rồi. Cá linh nó uống nu luôn nè. Nè, nó con này nó uống nu. Uống nu luôn nè. Đúng rồi. Uống nu. Đây. Nướng. Nướng nó còn
cái chắc máu trong bụng nó cái ăn nó béo dữ vậy. Ồ cái này của tầm giấy thầm có cá ngon. Ủa gì có cái ngon hơn chút hả? Bên đây ít hơn. Đây mấy cá linh già nè, mấy cá linh già thì thả đi nè. Mấy cá linh non vượt đàn á là lựa ra để ngồi xuống nước. Thôi, này là cá linh non vượt đàn nè, bự nè. Cú nu à, mập lù luôn á. Này nè, mấy con này nó tuy nó bự nè, nhưng mà vẫn là cá linh non đó cô chú. Nhìn mình biết hết trơn à. Đây mấy cá gô nó bị ngợp nè. Ồ, cá này cá già nè, cá này bự à. Cá bự này thì lại là cá linh già. Thả đi. Đây mấy cá linh em lựa ra cho chú Út nè. Bự chà bá không nè, cô chú anh chị. Rồi. Nhìn cái này hồi nướng ngon lắm nè. Cá bự bự luôn à, đã lắm. Chế nước vô rồi mà nó cũng ngợp hả chú Út ơi. Nhiều quá. Nãy giờ cũng được hơn nửa ký rồi đó. Đây là cái vớn tiếp theo nha. Ui cái này con thấy có cá gì ngon nè. Cá nó quậy bự nè. Cá lóc kiến hả? Cái luồng mình bên đây hình như nó chạy ít hơn của ái bên bển chú nè chú Út ơi. Đây có một cái mày dinh bự nè. Cá linh này mập ú nu luôn nè cô chú. Bữa nay mấy chú cháu đi nguyên một xuồng luôn nè, tới 5 người đi khắp liếm luôn nè. Ở bên kia như là có người ta đang kéo lưới kìa. Bên đó người ta kéo lưới gì hả chú Út? Lưới cái chạch hả? Dạ. Dạ. Đây có một anh trai đang kéo lưới cá chạch nè. Dạ. Này thăm cái vớn tiếp theo này không biết cái thứ mấy này nữa. Này sao nghe em ru vậy chú Út? Ui. Không có hả? Ê cái này thấy có cá chạch nè chú Út ơi. Vô vô rồi. Ui cái luồng này chạy cá chạch quá. Ui có cá chạch ngon này cô chú anh chị ơi. Để em bắt mấy cá chạch này hồi nướng luôn ha chú Út. Bự hả? Đây. Đây cá chạch nè. Chú kêu là lựa mấy cá chạch bự hồi chú nướng luôn. Ôi ôi con này nè, con này bự bự nè. Nói chung cá chạch đầu mùa nó cũng bự là dày gọi là bự theo nó nha. Ít bữa nữa nó mới lớn nữa nha cô chú anh chị. Dạ. Cái này hình như cái chục con cá chạch á. Thấy nó ngọt quá mình đổ thêm miếng nước. Dạ. Bữa đó cũng cá chạch hả? Ở đây cũng nhiều nữa hả? Ừ. Cá heo nữa nè cô chú anh chị. Bên này tầm với ái cơ thăm cũng nhiều cá chạch nữa nè. Cũng 6-7 con cá chạch. Đây cả chục con đó chứ. Nãy tôi bỏ bắt cô vô bớt rồi đó. Bắt vô xô bớt rồi. Chú. Đây cá heo nhìn dễ thương quá cô chú ơi. Đây. Cá heo dễ thương quá. Đảo quá nè. Đổ qua đây đi. Oh.
cái này con nghe cá bự nó quậy rồi nè, không biết cá gì nè, cá phi hay gì á. Trời ơi, cá phi. Rồi cũng có cá chạch nữa nè, cái này cũng cỡ bộn cá chạch á. Nè, vô mùa cá chạch thì cô chú anh chị ơi, có con lươn nữa nè, phụ con chú Năm. Ồ, cái này cũng khá bộn cá chạch nè. Bên kia được con cá tràng, bên đây dở rồi, bên đây được con cá tràng. Con cá tràng có giá trị à. Đây, cá tràng này của chú anh chị. Cá tràng này có giá lắm. Cá tràng nè, rồi lớn rồi. Đây, mấy con cá linh em lựa cho chú Út hồi nướng nè. Bây giờ vô xô nhiều quá nó ngợp chân à. Tại vì bản chất cá linh là nó phải sống nước chảy, vô trong đây phải có oxy hoặc là sùng đục nó mới sống. Cá nè, nhìn đã cho cô chú anh chị, cá bự bự không à. Này hồi về chú Út nướng chấm mắm me. Đây, cái này con nghe cũng có cá nó lộ nè, hy vọng là có cá chạch nhiều. Này, con thấy có cá chạch rồi đó. Ôi, cá chạch bự kìa, con bự bự nè, vậy là bự so với đầu mùa này. Con này bự thôi, mấy con ngon nữa đâu, được có mẻ nướng, có hơn chục ngoài con luôn, có mẻ. Này cá nhà, này cá chạch, này cá chạch. Wow. À, đây con cá chạch đó nè. Cái này khoảng 7 nè, gì nè là bắt được rồi nè, để luộc mẻ được rồi. Dạ. Cá bự nè. Con mới bị cá chốt chích rồi. Hơi nhát rồi. Bị em cá chốt chích rồi. Ngậm gì? Để mẹ nó đẩy tao biết nhiêu nhát nào nó. Chú Út bị kháng độc rồi. Con cá chạch bự. Con này bự đi. Bỏ ra nướng khó bắt rồi. Cái này của Ái với Tâm đi thăm lẻ nè. Cô bự cái quần cành ha. Nè. Đây. Ồ, cá này cũng cá chạch cũng bộn nè. Đây. Cái này tính cá chục con cá chạch đấy. Cá linh ti chay ít nhưng mà được cái cá chạch thì bà con cũng có tiền đỡ hơn, bù qua sức lại. Đây, Ái thì rất là siêng luôn, phụ chú Út đi đánh lẻ, đi thăm cái đuôi bên kia cho tốc độ nó nhanh để về còn lựa cá ra phân loại nữa. Nãy giờ được 6 cái chưa chú Út? Nhiều quá hả? Nhanh vậy ta? Chút nữa rồi, còn dạ. Có hai bộ này với, dạ. Với chổng 5 bộ nữa. Này chú Út làm nghề giớn này bao nhiêu năm rồi? Làm cũng mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi ha? Dạ. Chú Út thì tận ở bên An Giang cô chú anh chị. Nhưng mà mùa nước là sang đây để đặt giớn. Ngày này nếu mà biết trình dẫm hang mua có 100 triệu rồi. Dạ. Chứ còn không biết trình dẫm là nó nhiều khi nó không bị khổ. Mình cũng không biết tiết kiệm ha. Ừ. Dạ. Bởi ăn thua cái người mà biết trình dẫm á. Dạ. Biết trình dẫm mua có 100 triệu đó chứ không hết đâu. Vậy ha chú. Dạ. Tại chú suy nghĩ chứ biết. Dạ. Chú nói hè. Mỗi một mùa giớn hay vậy á thì nhiều khi kiếm cũng được cả 100 triệu á cô chú anh chị, nhưng mà mình biết tiết kiệm nữa, làm thì có cá. Bây giờ chú Út nói tới con nước của cá chạch chứ cá linh thì bây giờ nó giảm rồi. Mấy cua này mà lúc luôn à, cua mùa này rảnh công á chú Út. Không. Dạ.
hôm giờ nó hôn một cua luôn. Chú Út ăn nói ăn cua biết bao một cua luôn. Ủa vậy là hôm lúc ăn cua gọi hả? Nhậu cua không có một thèm cua. Là cua chú làm gì luôn? Luộc ăn ngon cái gạch không? Dạ. Cái gạch nè. Con cua nó nhỏ nhưng mà nó vẫn ú luôn chú. Ừ. Này, này nhìn này, cái chặt đã quá rồi. Rồi cái này đổ vô luôn đi. Ô cái này thấy cá nó bọn qua nè. Ui cá chốt không à, cá chốt với cá chạch nó lên không thấy luôn, lên có mấy con à. Ngay chỗ cá chốt rồi, cá chốt trời ơi vô luôn cá chốt. Cá chốt thì mình cân cá nuôi được 30.000 kg ha chú Út. Ừ đúng rồi. Dạ. Có mấy cái linh bự nè. Ngon là còn nhiều chú mình đổ vô khoang. Dạ. Ủa cá chốt rồi, còn không dám thọc tay vô đây. Cá này sạch quá, đổ luôn đi ha. Cá này quá đẹp luôn rồi. Đẹp quá. Ủa cái này con nghe sao cá nó gỗ nhiều quá chú Út. Cái này vô cái luồng chạy cá chốt nữa gì nè. Ui dính cá chốt chết rồi. Rồi cẩn thận. Để con gà máu chứ có gì đâu. Nó hơi tê tê cá hả chú Út? Tê tê. Ủa cái này cá chốt với lại cá linh bự bự không nè. Cá linh non nhưng mà nó bự. Bố là người ăn nó nghe mình lụm cho đủ nghe còn cái nấu hết nó chào thì. Dạ. Chú Út sợ lựa cá ít quá hồi không đủ ăn. Hết rồi hả? Không. Vậy hả? Để về cái súng là mình lấy dao mổ bụng mổ bụng á. Dạ. Cái đầu mình móc hậu thì mình nướng nó gãy cái đầu. Mổ bụng á nó còn ớ cái nước trong đó đó. Nướng nó mới hiệu quả. Kỹ thuật ha chú Út. Cá nè, quá đã luôn. Mệt quá. Bây giờ là còn một cái đuôi vấn cuối cùng. Xong rồi mấy chú cháu sẽ về sẽ làm cá linh và nướng. À, ái thì xăm cái đuôi bên đó cái cũng cuối cùng luôn. Thì một cái bầu này là bầu cuối cùng. Thì mỗi bầu thì sẽ có hai cái đuôi. Không biết cái này có cá nhiều hay không. Thấy sao rồi chú Út? Hơi nhiều hả? Dạ. Cái này coi để coi chú Út dở lên rồi có cá nhiều không. Ô cá chốt chích nữa rồi. Ôi, bây giờ sóng đánh lớn quá ha. Buổi trưa này có gió cho nên là sóng đánh lớn lắm. Nếu mà đi 5-6 giờ sáng thì chưa có gió. Đường cái đồng này cũng cạn cho nên cũng đỡ. Con em gu ta cũng có nè. Ôi cái này không bê mà. Này chắc có cá chạch nhiều à. Ui ui cá chạch, cá heo. Ôi cá chốt thì ớn quá trời luôn á trời. Cái này cá chốt nhiều. Cá heo nè cô chú anh chị. Đó. Cá heo nè nhìn dễ thương không. Đây cá heo này múc tới mùa nước nó bự chà bá luôn. Mùa nước rút á. Chốt không mà trời lớn quá. Bên đó nhiều không Tâm? Ồ cá linh cám bự hả? Ủa quay cá cám đây gác quá.
Ô hồ cá này bự dữ chợ. Ô cá cám bự nè. Cá cám này ăn ngon không á? Cá cám bự cô chú anh chị. Bỏ vô khoang nó đi. Dễ vậy đó, hồi xưa đẹp dữ dàng lắm. Chú Út nói xưa chú Út đẹp trai lắm hả? À. Dạ. À, đẹp trai dữ dàng lắm tại lo lam lụ mà ăn rồi cuộc đời nó uống cuộc đời. Hồi xưa còn trẻ chú Út đẹp trai chắc chú có nhiều gậy không? Không, không có gậy mà vậy hả? Tại cái nét của mình nó đẹp là đẹp hả? Vậy hả? Dạ. Đẹp trai rồi này nọ mình ăn nói đâu đó đàng hoàng nữa, cô bác anh chị người ta dễ cảm mến lắm. Dạ, chứ con thấy nhiều anh đẹp trai mà còn trẻ là nhiều bạn không, gái lắm. Không, hồi xưa đâu có ghệ gọc như kiểu bây giờ đâu. Dạ. Bây giờ sao nó thành quỷ. Hồi xưa đâu có. Hồi xưa tao đâu có ghệ gọc gì đâu. Ê, hạ hạ chỗ đó xuống trong nội á. Hạ hạ cho ba cái đó nó ra đi á. À, chú Út kể cái mối tình của chú Út với Thiếm Bốt vậy. Cho con nghe với. Hồi xưa đó bà gặp tao là bỏ mê liền à. Vậy hả? Ừ, tại dạ. Tôi chấm tự mà đẹp trai nữa mà bà dạ. Gặp lỗ mê à. Mà dạ. Bây giờ mà ăn già cả người biết người xấu xí gì đó. Mà hồi đó ai cua ai chú Út? Hả? Hồi đó ai cua ai? Trời ơi, bà gặp tao là bỏ mến trên luôn rồi. À. Ở đó mà cua. Khỏi cua luôn, thì là Thiếm Bốt gặp cái là đổ luôn á. Trời ơi, khỏi dạ. Cua, khỏi gì chứ. Xưa đẹp trai dữ lắm luôn. Trời ơi, ước gì con được như chú Út xưa trời. Trời ơi, mấy tóc lại gan hồi xưa hết cái đầu á lại gan luôn chứ dĩ luôn. Trời ơi. Thiệt hồi xưa đẹp trai lắm luôn. Mà dạ. Giờ tại đen đúa nó vậy đó. Già lớn đủ rồi. Tại vì mình là cái người nông dân mình dãi nắng dầm sương mà. Đúng rồi. Tụi con thấy giờ cũng đẹp trai mà. Giờ cũng đẹp lắm á. Ừ, tại đẹp giả chứ dạ. Như hồi xưa thì đẹp trai lắm luôn. Thiệt, hồi xưa mấy bà ở sớm còn nói mà. Nói trời ơi, ước gì mà được như Út Huệ vậy. Dạ. Mà cái tên Huệ thì tên cũng đẹp mà cái thứ Út nữa. Út Huệ vậy. Tên Huệ là tên... Đẹp như hoa ha. Ừ, nó cũng im ngon lành lắm. Nhưng mà ngạc có một cái là giờ lớn tuổi rồi không biết nói làm sao. Ước gì mình được như có khoảng còn có khoảng 2 ngoài tuổi á. Trời ơi. Lúc đó 20 mấy tuổi đẹp trai thì ghê luôn mà đâu có biết cua ghệ của bỗng gì đâu. Vậy hả? Dạ. Ờ không, hồi xưa đâu có biết cua ghệ đâu. Dạ. Gặp như giờ cua ghệ của bỗng rồi nó tiền bạc thì bỏ túi nhóc hết trơn mà cũng không biết cua ghệ của bỗng gì chứ. Tại mình lo mà ăn đúng không ạ? Dạ. Ừ. Đó là nãy giờ chú chia sẻ về hình ảnh ngày xưa mà thời còn trẻ của mình cả nhà. Ừ, đúng rồi. Thời niên thiếu của chú Út đó. Còn cả nhà nhìn thì như thế nào đó? Đây sau khi thăm vớn về thì Thiếm Út sẽ phụ lựa cua bỏ ra nè. Này được cũng khá là nhiều cua. Hình như mốt nước cạn càng nhiều cua nữa ha Thiếm Út. Nước mãi là cua dữ lắm. Đây có một cua cần nè. Cua cần cành này mình lựa riêng cân có giá lắm. Đã quá. Lựa cua bự cua gái này nè, đã dạ. Có 40-50 ngàn ký nè. Dạ. Cua mùa này mập lúc luôn. Ừ, mùa luôn. Nhìn ngon quá, cua bự không nè. Rồi. À, chú Năm bây giờ hỗ trợ mần mấy con cá linh hồi nãy em lựa ra nè, để ngồi nướng than luôn. Nướng rồi chấm mắm me hả chú Năm? Me. Dạ. Mới nói chữ mắm me cái còn chảy nước miếng rồi nè. Cá chạch nữa. Cái chạch nướng ngon lắm. Ở đâu có cá rô đồng bự chúng nói vậy nè. Nãy trong khoang tôi bắt vô luôn đó. Bắt vô luôn. Có cá chê này nè, cá chê màu vàng. Cá chê vàng, cá chê vàng đồng á. Nhúng cái lửa hồng lên. Con cá chê này là mình cố tình mình bắt thả. Ờ. Nó nhỏ thả đi. Cái này
Nên cá chạch này của chú anh chị, cá chạch này còn non nó mềm ha. Thời điểm này thì mình ăn thấy con cá chạch hay cá rô gì đó nó mập mềm mà. Còn mà tới chừng nước rút mà cá nó ra xong á, là lúc đó con cá chạch tuy nó bự nha nhưng mà nó cứng á của chú anh chị. Có con cá chê vàng khè nó kêu ta, hay là con cá nãy nó đổi màu ta? Nó đổi á, chứ đâu có con cá trê nào nữa. Ở đây thím Út mới đổ cua ở trong gọng ra nè, quá trời luôn, để phân loại cua bự với cua nhỏ nữa. Bên đây là cái thao cua bự nè. Mùa nước này nếu mà mình chịu khó là cũng mấy cái con ở trên đồng đều có thể kiếm được tiền. Nếu mà chịu khó mình xiên, mình khui lựa, mình phân loại ra của chú anh chị. Ngay cả những cái con ốc bu vàng này nè, mình lựa mình bán cũng được tiền nữa. Cua bự bự không nè. Cua nhỏ là mình cân được tí nhiêu hay thế nào? 30. Ủa thế mốt 30 ngàn ha. Ở đây anh Dư với anh Thông đang đi thăm vớn về nè. Mới đi thăm nữa gì anh Dư? Mới nay yếu chạy rồi. Yếu chạy rồi hả? Hồi bữa mấy cái này có mấy cái. Dạ. Yeah. Nói chung làm nghề cá mà đâu phải ngày nào cũng chạy đâu ha. Chạy chạy hết cá. Cái anh lái kia lái giỏ kia là ở Bình Dương về đó cô chú anh chị. Về đây trải nghiệm cái cuộc sống mùa nước nổi nha. Chú Út đang hỗ trợ nhóm lửa cái bếp than chút xíu nữa nướng mấy cá linh với cá chạch nè. Ở đây có cái dĩ đang phơi mấy con cá khoai nè cô chú anh chị. Đó, mấy cái dĩ khô cá khoai với cá chạch nè. Nhìn rất là ngon không? Đây, mấy con cá khoai nè. Ủa, cái này chiên giòn hay hoặc là kho tiêu ăn cơm ngon lắm á cô chú anh chị. Khi mà mình làm con khô cá khoai á, rồi kho tiêu ăn cơm cũng ngon lắm. Đó. Cái này mà mấy chú mà hay nhậu đó thì cái này là gọi là món đặc sản khoái khẩu luôn á. Nhìn rất là ngon luôn nè. Quá đã. Đây. Khô nhìn ngon quá. Này gọi là đặc sản mùa nước nổi, khô cá khoai và khô cá chạch. Đây là mấy cái đó. Đây là mấy cái gắp cá linh chú vừa hỗ trợ để chút xíu nướng nè cô chú anh chị. Cá linh gắp ống tre nha, gắp nhánh tre để nướng. Mẹ cá linh mẹ một mấy cá chạch. Bữa nay đi thăm vớn về may mắn là gặp có chú ở đây lại hỗ trợ mình làm hết luôn hả Tâm? Chú gắp cá chạch vô nè. Cá chạch còn sống luôn nha, rồi gói. Đây. Cá này là lúc nãy là chú cháu mới đổ vớn vô luôn á. Bài cá linh thì cũng luôn mới luôn. Nhưng cá linh thì nó dở hơn, nếu mà chúng ta không bóc hồng sớm thì nó sẽ có dấu hiệu nó dễ bị sình lắm. Nhưng mà cá thì tươi lắm. Tại cái đầu vụ cá nó nhỏ. Dạ. Chưa trở chừng tháng mấy hay hai tháng mấy nữa kìa, cá con tay vô ăn mới đã. Thời điểm đó là con cá là mình khô ghiêm chú ha. Khô ghiệu là không mía rồi đó. Cá linh hả chú? Cá linh không mía. Là cái xương nó mềm luôn. Khô lâu lắm. Ở đây mà khi mà ra chợ để đi chợ là cũng hơi xa đó cô chú anh chị. Cho nên là ở đây bà con hay mua hàng ở những cái xe đẩy như thế này nè. Đây thím Út đang kêu cái xe dừng lại để đi mua hàng nè. Để em ra đây coi cái xe này bán cái gì nha. Cái bờ này là cái bờ đê. Cái dốc cũng cao lắm. Khi mà về Đồng Tháp với lại An Giang là mình dễ gặp được cái cảnh những cái xe hàng như thế này nè cô chú anh chị. Đó. Này thím Út mua gì vậy? Dưa leo. Dưa leo. Xuống mình ăn nướng nè. Dạ. Này có bông điên điển nữa kìa. Đó.
Đây, cho con một cái bông liên điển nè. Bông liên điển thì cô bán, nói chung cô bán đủ thứ luôn á. Cái gì? Đó. Hả? Có trái cây luôn kìa. Đây hết bông súng rồi hả cô? Có bông súng luôn, có bông súng luôn. À, cho con mượn con quay bông súng cái. Bông súng này còn lấy bên đây. Bông súng này là bông súng súng cơm. Bông súng đó, còn bông súng đỏ là bên đây. Súng cơm, bông súng đỏ là bông súng Đà Lạt. Cái này không có bông súng ma. Bông súng là đầy đủ luôn nè cô chú anh chị. Thật theo thật già đó cô ơi. Ở đây thì có cả có khô nè, rồi thịt heo, thịt gà, thịt vịt luôn. Ở đây mình đi bán theo sớm vậy đó hả cô? Dạ. Dạ. 2 mét luôn. 2 mét luôn. Đúng rồi. Ở đây là một trong những cái chiếc xe mưu sinh của bà con ở vùng An Giang cũng như là Đồng Tháp. Ở đây cá mới đưa vô có chút xíu mà nó màu chín vậy nè. Thơm phức luôn rồi. Trời ơi nó vàng tươi luôn rồi. Mấy con cá chạch nó chảy mỡ luôn rồi kìa chút. Cá linh nó muốn gớt ra luôn kìa. Nó rồi nó gãy hơn con cá rồi. Chín quá rồi. Chín là đã ha. Ừ. Cá linh dễ nhưng cá linh mà chín quá rồi. Cá chạch nó dài, chảy mỡ vàng tươi luôn kìa. Đây nè. Quá lửa. Đây cái gì cá chạch này cô chú anh chị. Ôi ôi nó chảy mỡ. Cái này gọi là cá chạch nướng mọi nha. Ngon lắm. À, mình nướng mọi thì con cá chạch nó không có bị khét cô chú anh chị. Chứ mình ướp sa tế hoặc này nọ thì vô nó dễ bị khét lắm. Chẳng thà mình nướng mọi vậy thì hồi mình chấm muối tiêu chanh hoặc mắm me á. Ngon lắm. Cái này thì thường ta ăn với nước mắm trong và mắm ớt. Để than ta nướng của mình nướng bằng củi. Dạ. Cũng đỡ chút thôi, cũng đồng mà. Thơm quá nè, cá chạch giờ nó chảy mỡ luôn rồi nè. Ôi ôi. Ngon quá, cá linh mấy con ở trong này nó cũng chín tới rồi nè. Có dĩ này mình mới để vô thì nó chưa chín lắm. Này Quyên. Đây chú Út đang kho cá. Cá thiểu. Dạ, hỗ trợ kho bếp ga cho nó nhanh cô chú chị. Cá thiểu hả chú Út? Cá thiểu, kho ăn ngon lắm. Cơm mà cá thiểu kho lạc thì nói gì nữa. Cái linh cá thiểu cơm luôn. Dạ. Cái kia thì ba cái đồ cái nướng rồi này nọ màu nhậu cũng mà còn cái bên cá thiểu này đồ ăn cơm nữa cơm mình hỗ trợ thêm. Dạ. Cái để sao đủ. Dạ. Ngon quá. Một nồi cua Út đã luộc xong nữa nè. Cua đâu? Út đã luộc xong hết rồi. Chú Út luộc xong rồi hả? Ừ. Trời ơi cua này ngon quá, trời ngon. Trời ơi, cuối dần tư, chở cho nó dạng cái chút thôi. Thôi, cua nó lụt cho chú được. Mùa này cua nó gặp với mặt luôn á. Đúng. Dạ. Mùa. Ngày này cơm mà chú Út cũng cắm xong rồi nè. Ừ, xong hết rồi nè. Cơm điện. Lát mình dạ. Chén nước mắm mè Út đã làm xong. Dạ. Ở đây là cái gian bếp của nhà chú Út nè, cô chú anh chị. Nói chung là cái trại để chú Út sinh sống vào cái dịp mùa nước nổi đó. Nói chung mùa khô thì nhiều khi chú Út cũng ở đây để đi làm thuê. Thành gì mình làm nấy à. Dạ. Kiếm tiền. Còn cái không gian ngủ thì bên đây nè. Đó. Nói chung cũng sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Mát lắm. Được cái là tuy nó thấp nhưng mà dưới bụi cây này nó mát. Chú Út làm mắm me rồi hả? Làm rồi đó chứ mắm me đó. Trời ơi. Lấy cái muỗng nhát nhát làm quay gì chứ mắm me. Đây lấy cái muỗng. Còn đây là cái chén mắm me. Tô mắm me chú Út làm rồi nè. Ôi ôi. Ngon. Cái này chén me mình có nướng không chú Út? Không, đâm. Đâm chén me ra hả? Đâm sống luôn á. Ngon như mắm luôn. Còn bên đây là cái chén muối ớt hả? Chén muối ớt đừng lấy ăn cua nè. Dạ muối ớt chanh để ăn cua. Mình ăn chanh cua. Còn mắm me mình chấm cá linh với cá chạch hả? Ừ, cá linh với cá chạch nướng với thịt nướng đó. Dạ, dạ. Bây giờ tất cả các cái món ăn hôm nay được dọn lên đầy đủ trên bàn rồi nè cô chú anh chị. Chú cũng đang hỗ trợ để sắp xếp cho nó hoàn chỉnh. Rồi mời mấy anh chị với thím Út lên
ngồi bạn cái nữa thì sẽ dùng cơm. Đó. Ở đây thì cá chập với cá linh nướng nè. Đó. Cái dĩa mà hình con cá luôn mới chịu nha. Đó. Ở đây thì cua đồng luộc. Đó. Rồi này có cái gỗ gao dắp cá nè. Bên đây thì cá thiểu. Cá thiểu kho tiêu. Rồi có bông điên điển sống, bông điên điển sống nữa nè. Rồi ở đây thì tôm mắm me. Đó. Đây cái gỗ bông điên điển. Thì chú Út thì làm xì rượu cho nó ấm người. Sáng đi lạnh. Sáng đi gió quá ha. Gió quá. Với lại ngày sông nước này là cũng phải có lây gai vậy đó ha chú Út. Nhưng vậy là nấu rồi mồi nhậu hơi bị ngon quá. À, bây giờ chờ đầy đủ diễn viên cái nữa là em quay bà con thưởng thức mấy cái món ăn ở đây nha cô chú anh chị. Ở đây là chú Hồ đang hỗ trợ chiên thịt. Nói chung là nướng thịt nó lâu quá nên chỉ sang chiên luôn của chú anh chị. Chứ có đinh luôn, chỉ có cá chập luôn nè. Dạ, cá chập nãy được dĩa nướng với nướng rồi. Rồi bây giờ cá chập giờ mình chiên luôn, chiên giòn cho nó nhanh. Giờ trưa rồi ai cũng đói bụng hết trơn. Bụng quá, bụng rồi, đi trưa giờ đi nướng về, đói bụng rồi. Nướng quá lâu rồi chú. Nướng lâu quá. Nướng lâu. À, không biết chú làm đầu bếp gì mà thấy chú rất là giỏi nấu ăn của chú anh chị. Cái này bà con ở Sài Gòn về phái đi dã ngoại về lắm nè. Anh trai này cũng ở Bình Dương về để trải nghiệm mùa nước nổi nha cô chú anh chị. Bình Dương về. Về mấy bữa rồi anh? Mới về sáng giờ. Hai ngày hả? Được 2 ngày. Chừng nào đi? Thứ tư, chiều tư mới đi. Chiều tư mới đi á. Đó. Về đây thấy sao? Đã không? Quá đã hả? 2 ngày nữa cái lên làm 2 ngày cái nữa đi về nữa rồi đó. Dạ. Nhớ hả? Nhớ một cái linh hết rồi. Nhớ rồi. Một cái linh không biển. Đấy. Về giết ghiền luôn á. Theo luôn. Đây bây giờ mấy anh chị với Thím Út ở đây giờ bắt đầu ngồi bàn rồi. Nhập tiệc đi. Đó. Thím Út này uống mấy ly rượu Thím Út? Không uống. Mắc lửa cá linh ha. Mắc lửa cá rồi. Dạ. Chứ bình thường rảnh là Thím Út cũng chịu chơi lắm nha. Quay được tiếng uống là phải cực kỳ hiếm hoi luôn. Dễ hiểm lắm. Không tâm được clip thôi, clip nhau mà. Clip để đời hả? Hồi uống ly thôi cho con quay coi. Rồi vô đi chạy ngồi đi. Vô luôn không ngồi bên đây. Đứng vô luôn hả? Đứng vô luôn hả? Vô ngồi đi. Nói lắm mày. Bỏ gì? Rồi vô đi chú ơi. Em không. Hai ly. Vô con cá chập liền. Nằm con cá chập vô liền. Nằm con cá chập liền. Ơi ghê. Ghê quá. Cá đó, chú ăn con cá chạch chấm đi con quay chú. Con nướng từ giờ là làm con chạch chấm á coi. Rồi. Chấm vô đó. Đây chấm này nè chú. Đây. Lúc gì nè. Đó, chấm chấm rồi, đó. Quay rồi. Ngon chú. Hết luôn ăn cá chạch luôn á. Bình Dương mới về luôn á. Bình Dương mới về luôn hả chú? Bình Dương mới về. Chú mới về sáng luôn cô chú anh chị. Cái đũa mình xíu đi, đũa thêm. Ngon quá. Ăn rồi tôi đỡ rau đi ha. Được cái dao thông, cái dao nó sắc vô đéo. Tụi mẹ chấm mẹ mẹ đúng. Cho con Linh à, bắt đầu mùa nó. Dạ dạ. Nào nó. Trời ơi ngon kìa. Để nó dao luôn. Quá ngon luôn. Mềm quá mềm. Chú về đây mấy ngày? Có cái dao phải ta cắn ta nhả hả? Chắc mốt lên quá. 3 ngày lên, 3 ngày lên chợ. Dạ. Rồi cô chú anh chị nào mà muốn trải nghiệm cái cuộc sống mùa nước nổi, thưởng thức những món đặc sản ở đây thì có thể món thịt đó, ở đây là tại trên đồng mình chánh thịt ngán rồi, nhưng ở đây thấy cá ngon quá thế vậy mua sẵn mua thịt về cho phụ thêm cho mấy ông thảo ăn cá nè. Dạ. Cái mẹ vậy á. Đang gì đang cá mới đúng. Vô đúng rồi. Vô. Có chở không ơi. Quay. Trời đất ơi kìa. Diễn chứ không có mua đâu coi, đi ra ngồi đâu luôn là Thảo ơi. Ngon quá ngon luôn. Bà mày ngồi cái dưỡng bảy nè. Nè cái lên chiều giòn đó bà. Đây thằng Thông với thằng Dư đó. Chiều giòn chấm mắm me. Thông đó.
ngồi xuống ăn nguyên con luôn chứ vậy. Dạ. Tuyệt vời, mở đỉnh, ngon thiệt không ơi. Đây em sẽ thử. Trời ơi, chưa có ăn mà nghe chép chép nãy giờ cũng mất thèm nữa ta. Làm con đúng. Chứ giòn gì chẳng quá vàng luôn nè. Em sẽ thử con cá chả. Vô. Quá ngon. Con cá chả nước chấm mắm nghe đi. Xuống vô. Ngon quá. Chú ăn cơm. Đó. Tâm. Quá ghê. Quá đỉnh đây. Cô chú anh chị, cá chạch nướng nha. Giết mày chấm nước mà thấy mày giống chấm nước luôn hả ơi. Đây nè, ngồi đây nè. Rồi ngồi xuống đây. Tâm với Dương rồi đó, được rồi. Ai? Ăn luôn. Tâm ngồi đó đi. Gây quân vàng qua đây nè, dư qua đây nè, ngồi tới chung cái này đều bơi lớn bự rồi mà đỏ lắm rồi á, đi đừng mấy là gắm bự nó còn bự cái ta một cái nướng nò mà ngon nữa. Bây giờ anh thần nướng gì cũng được lắm rồi, thật lắm nó gì nó nướng thế à, đó có cái hơi bự này hơi bự á được được á. Còn đây là con cá linh chiên giòn nè cô chú anh chị. Xích qua đây với nội. Cá chiên giòn thì mình cũng có thể chấm mắm nghe. Đó, lấy cái giò vô cái ghế nha, cho chú Dương mày quay xuống qua đây nặng dễ. Ngon rồi đó. Ngon quá. Bây giờ tôi thèm đó, đỡ lòng có cái mớ nữa. Rồi nè, bắt đầu rồi, rồi vô đây. Đang diễn cái kia đây, đây dĩa nè. Linh cái chiên nè, cái giòn nè. Nhất là bông. Vô đây, ảo vào bên đó. Bủa. Bỏ nữa. Chiên nữa không? Thôi đi, ăn vô ăn đi. Nhiều quá rồi, vô ăn hết hả, tôi rửa trời. Vô. Tao quay cho mấy cái giòn bàn coi. Cầm xuống ăn, đưa cơ. Để kẹo không ăn trước đi. Không. Cắt ra chưa? Cả bà đó, cắt nhỏ vòng mà. Ồ, cái dĩa cá linh chiên nè, nhìn thấy ngon. Dĩa nó mới ngon đó. Rồi bắt đầu gót con, bắt đầu mình vô một cái cây nặng nha, dắt dầm cái nặng mà ăn cơm coi. Có luôn. Chú, giờ tới con review con cua đi chú. Tới review con cua coi. Dạ. Nã, vô. Ý, càng nó như thế ốc, cầm bự hết trơn rồi. Con đèn đâu? Quá càng mà tại. Cầm bự hả? Con cái không mà. Tại vì nó đụng con cái. Cái rồi, cái nó uống vậy nè. Chịu được. Cái rồi, dính nè. Gạch không rồi. Trời ơi, đau lắm. Vô con bự ngay. Quá gạch, quá gạch rồi. Con bự cái mu. Gạch không, vô. Đâu? Nhà đây cua đây là bao la. Ăn đi. Cua đồng này là đồng hai vũ là bao la. Này chấm. Cái này không? Chấm muối rồi, chấm muối gì nha. Này muối chấm đó. Để vậy nè. Chấm từ từ đó chấm ngon á. Đó, cua chấm. Quá trời, chấm nước mắm mè này. Ngon chú. Sao chú? Thằng Thao mình như không có đồ đũa hay gì đâu. Đó, đó. Tôm. Để rồi trả. Con trả cái mu cho chú nè. Nó uống ngon rồi. Nó ú lắm. Cua mồi thiệt ơi. Nó ú lắm. Mập. Con nào nấy là cái bằng đầy nhóc luôn. Trả mù cho chú mày đi. Trời ơi nó đã. Nãy giờ đó bụng rồi. Rồi bây giờ em mời cô chú anh chị các bạn dùng cơm với gia đình luôn nha. Rồi chiều mình sẽ đi tiếp tục đi thăm vấn với thím Út với em Mái với đại chú Út. Buổi sớm thì cá ít nhưng mà buổi chiều thì cá sẽ nhiều cô chú anh chị. Ngon lắm luôn. Ở đây là thím Hai đang nấu nước mắm. Đó, sau một mùa lũ thì thím Hai có ủ mấy cái hũ mắm á. Thì bây giờ mùa nước này cũng là gần giáp năm rồi, cho nên là đem ra nấu để dùng trong gia đình nè cô chú anh chị. Thường nước mắm của người miền Tây hoặc là dùng ở vùng Đồng Tháp á, bà con đánh bắt cá đó thì thường hay sử dụng những con cá để làm ủ nước mắm thì nấu ăn sẽ ngon hơn là nước mắm mua. Này mình ủ chắc cũng gần năm hai thím Hai. Thì lúc mà mình cạn rồi hết vụ rồi đó. Dạ. Ủ để đó tới giờ mình chở qua cái mình có mình nắng mình ăn. Dạ. Và wow. Này nhiều không thím Hai hay là cái này là mới có một số ít thôi? Nắng cái này có một thạp thôi, thạp là như đó. Vậy hả? Thạp thì mình nấu ra rồi. Thím Hai ủ được mấy thạp? Ủ cũng hai ba thạp để dành ăn cái đó. Vậy hả? Bữa nào nấu một thạp bán cho con ấy. Dạ. 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 Ở đây là không phải nhà của thím Hai nha. Nhà cũng xa lắm. Cứ sau mùa nước là mình ủ xong mình để đây. Cái mùa sau là mình lại mình nấu. Dạ. Ui nó thơm quá nè cô chú anh chị. Thơm, cái bánh này ngon. Quá là thơm luôn. Cá đồng mà.
Cái này mình ủ gồm cá gì vậy Thím Hai? Cá linh. Cá chốt. Cá chốt. Cá dạ. Cá nó cạn mà nhiều dạ. Mới đầu nước thì ủ cá linh nó ngon hơn. Dạ. Cái này mình nấu có con hũ mà ra như đây á hả? Cái khạp đó phải không? Cái khạp mình đó. Dạ. 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 Khạp da bò. Nấu ra thì thẳng ra. Đây, còn cái này là lượt xong chưa? Cái này lượt cũng như chưa có thôi. Chưa xong nữa ha. Chưa cho nó tới chiều nó chảy. Vậy còn cũng rất là nhiều. Cái khạp nó bự hơn cái xô này không Thím Hai? Bự gấp đôi cái khô xô đó phải không? Thì mình nói cái khạp. Kìa cái khạp đó phải không? Đó, đó khạp vàng ngoài nè. Hả? Vàng đó đó. Cái khạp sàn đó đó hả? Đó đó, khạp đó. Ồ, cái khạp đó nhỏ mà nấu mà cũng nhiều quá ha. Nấu ra khoảng chừng tới 2 lít thôi chứ không nhiều đâu. Dạ. Tại vì mình nấu mình ăn thì nó hơi xíu đi, người ta bán người ta nấu lỉnh lãng á. Dạ dạ. Chỉ nó ăn thì nó ngon. Ồ, nhìn nó thơm thèm quá trời. Thơm lắm chứ. Qua đã. Đây là cái cánh đồng nước nổi được ngăn cách bởi một cái đường đê. Bên là nước nổi, bên là cánh đồng lúa đang làm lúa chính là cô chú anh chị. Phía bên đây chính là cái cánh đồng nước nổi nè, bà con đang khai thác làm nghề cá linh, cá đồng, nghề vớn, nghề lưới vào mùa nước nổi đó. Đây là cái ghe đang mua lúa nè. Mấy anh công đoàn dắt lúa xuống. Buổi chiều trời chuyển mưa rất là đẹp luôn. Mưa là bà con phải nói là sợ mưa á, nhưng mà cái cảnh mưa nhìn thấy nó lãng mạn của chú chị. Đẹp quá. À, cánh đồng lúa thì phía bên đây. Trời mưa gió quá thì gió luôn nè. Mấy anh chị đây xếp cái bạc lại đây, xếp không lại luôn. Đây, buổi chiều nay mình sẽ đi theo chú Thím Út đi thăm vớn nha cô chú anh chị. Đây là cái cánh đồng mùa nước nổi ở trên Hồng Ngự Đồng Tháp nha. Đó, ở đây bà con sống ngay trong một cái con kênh nè. Đó. Ở bên đây cái xuồng của anh Dư kế bên đây cũng đang đi thăm vớn luôn. Nhiều lắm. Đây. Hai ba chai xăng đó đó. Từ đi 100 gì trăm đi. Cái con quen nhỏ đi lên coi. Thôi bả đi lên rồi. Sao hả? Đi lên nó coi. cua này cần có giá không Thím Út? 30 ngàn. Dạ. Mùa này cua mập lắm cô chú anh chị. Dạ dạ. Cái vỏ của anh kia đi trước rồi kìa. Hôm nay ảnh hưởng của bão, không biết buổi chiều này đi thăm cá nhiều không ha? Chạy em ý, chạy lên bờ đây. Đi lên đồng mát lắm cô chú anh chị.
Giờ này là khoảng giờ này là còn 5 phút nữa là 5 giờ chiều. Hướng này là hướng mặt trời lặn nè. Và buổi chiều này là trời chuyển mưa cho nên giờ này không có còn thấy mặt trời nữa. Đẹp quá. Cái chạch mình cân được nhiêu ký thiếu mốt? 100 ngàn. 100 ngàn hả? Cá bự không? Cá nó ngay nó không có bự, nhỏ đều đều đều. Vậy hả? 200 ngàn. Dạ. Cá bự tới 200 nặng mà không có cá bự. Tám con chưa? Vậy? Tám con. Tám đi, con tám đi. Ai nó phải tắm nè cô chú anh chị. Sâu dữ vậy. Biết bơi không? Biết. Biết hả? Rồi em chỗ đó nghe. Đây là ấy. Năm nay mấy tuổi rồi ấy? 14 tuổi. Cháu nội của chú Thiếu Mốt nha. Rồi đây là cái vớn đầu tiên nha. Để xem coi có cá gì nha chú chị. Có nhiều cá không nha. Ấy phái người phim lắm. Đó. Cá linh nè. Cá linh cá thiểu. Cái này cá linh chưa chạy nhiều lại nè. Chưa lại. Mấy bữa nay mưa gió thất thường quá. Đó. Ui có cá chạch kìa. Cá heo này nó bự rồi. Đổ về luôn nha. Ui cái này ái mới đổ hả? Ủa con ái... Ái đổ cái đuôi đằng kia kìa. Tôm nữa kìa. Tôm nè, cô chú anh chị ơi. Cá linh này nó bự. Đem đã hả? Kiếm cơm đào. Ủa cách gì vậy? Đây, tôm nè. Tôm này cũng có người mua luôn hả chú? Tôm đó mình cân cho mình cả gặp lên trăm ngàn. Dạ hả? Dạ, bà mình thì mình ăn. Mà điều dạ. Ăn mình để ăn về nhà được bao nhiêu con rồi. Cá heo nè. Ừ. Cá heo mới ế lắm, tiêu rồi. Cầm cái lọc kiếm này. Cái chết mẹ em ra tôm vô trong cái này luôn à. Chị bỏ tôm đây phải không? Bỏ tôm ăn. Đây cá chạch nè. Chạch này còn nhỏ mà. Ừ. Cái chạch nó lớn lắm nha. Ui, có giá chưa ta? Đây cần có giá nè. Còn nó xíu 100. Đây Út thấy buổi chiều ở không làm gì đi tiếp bả. Dạ. Út ở nhà Út nhậu thì phải đi đổ giống bình thường. Nhặt cái thấy ở nhà ở không không có làm gì chứ. Chiều này vừa đấu vớn mà vừa lựa cá thấy hai ông bà lãng mạn quá ha. Cũng được chứ mình lên truyền hình cũng im lắm ha. Thấy cũng lãng mạn quá nè. Hôm nay nhắc trời cũng quá. Cái heo này nó bự rồi nè cô chú anh chị ơi. Này cuối mùa nước nó không bự nữa. Này nước nó chưa lên đỉnh điểm, chưa lên tới đâu chứ mà cá heo nó bự rồi nè. Má, là kiếm con. Cái bố cũng sợ cá chốt mà quơ quơ luôn. Ghê trời. Vừa thăm xong một cái vớn đầu tiên, đổ được hai cái bầu, hai cái đuôi vớn. Bây giờ lại cái vớn thứ hai nè, cô chú anh chị. Thì trong quá trình đang đi lại cái vớn kế tiếp thì Thiếu Mốt ngồi lựa cá. Mùa nước thì bà con sẽ tranh thủ tận dụng thời gian để
đi tìm cái của thiên nhiên, mẹ thiên nhiên ban tặng. Đó chính là con cua, con cá. Bữa nay có quần lại hết nhau không bà? Dạ. Hôm nay mới lại thì được Thím Út chia sẻ niềm vui là mới dò cho số trúng được số an ủi. Chút xíu nữa vô đặc biệt luôn. Được 6 triệu. Phải số 2 là vô đặc biệt cực quá im. Vô đặc biệt là tặng cho con mấy giấy vấn này luôn rồi. Tặng luôn. Tặng không luôn rồi tặng còn thêm tiền luôn. Trời ơi. Đây cua nè cô chú anh chị. Cua đồng mùa này nó mập ú u luôn á. Đặt xong rồi. Rồi tiếp theo là cái đuôi vớn thứ hai nè. Bữa nay cá nó chạy lại rồi nè chú Út. Cái chạch thì mình có tiền. Dạ. Ui cá hô. Cá hô này nuôi không? Về bỏ vào nuôi không? Nuôi. Vậy giờ mình bỏ chạy suy ha. Cá hô này sao nó ốm dữ vậy? Nhỏ, cá nhỏ. Cá này nó biết nhỏ. Nó có ăn được dùng ở dưới chợ. Cá hô là mình cho nó ăn cái gì thêm Út? Thì nói chung mình nuôi mình cho ăn cá. Nhỏ thì ăn thích ăn. Vậy hả? Lớn lên mình cho ăn cá. Sao con nghe nói nó ăn chay mà. Biết rồi, thả trong hầm đó là cá hô đó còn có khoảng mười mấy 20 kg bình thường. Chứ con nghe người ta nói ăn cá hô nó ăn chay. Vậy hả? Nó ăn chay là như vậy mình thả xong á. Dạ. Cho ăn thả một hai con trong hầm mình nuôi á. Ui này có lạc một số con cá linh bự nè. Cá linh cá linh này bữa đi thăm với chú Năm là ông thả chứ. Nó thả nó chơi nè, mình đâu có bắt gì cá đó. Mình trừ ra ăn là mình bắt thôi. Còn không ăn là không ăn là mình thả chứ. Rồi giờ sao? Thả đi. Thả hả? Rồi. Thả ha. Thả đi. Nó nuôi con á. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật, thả đi. Cho nó nuôi con. Ui, cá chạch nè. Cá chạch nè, của chú anh chị. Đây, cá chạch nè. Đó. Cá chạch nè. Đấy. Cá chạch thì khoảng nửa tháng nữa nó bự cho bá luôn. Đây, cá linh bự nữa nè, thả luôn được. Cá linh này mấy cá linh mẹ nè. Nên là mấy cô chú thả luôn. Quay rồi đổ xuống thang cho mỗi nha. Dạ. Ủa, còn ốc mà. Dạy đi. Đổ luôn hả? Dạ. Dạ. Quá giỏi luôn. Bé ấy cháu nội mới 14 tuổi mà lội trầm nước kìa. Khoái lội nước, khoái được quay phim nữa. Dạ. Bên đó có không mày? Dạ. Một cái vớn như vậy mình xài được mấy mùa nước ha, chú Út? 4-5 mùa ha. Ui cá gì vậy? Con gì bự vậy? Trời ơi. Vậy con xấu gì? Xấu gì? Cá gù phi. Thác lát lớn vậy nè, ta xè vậy nè. Dạ. Thác lát anh ghi á. Này cá gù phi rồi. Là tưởng là con cá lóc. Ui cá gù phi bự. Cá chạch này ngon quá. Ngon này đi. Để thằng nhìn nó dậy mà cho lên chứ. Này có cá chạch chạy rồi. Cá gầm á, gầm. Tôm đây con. Con tôm nữa. Thường là gầm là cá nó chạy nhiều hả chú? Gầm, gầm tháng 8 nó cá chạch chạy. Gì hả? Chứ không phải thường cá nó nước nó chạy 10 hả ta? Ui, cái này của Ái Thăm nè, cũng rất là nhiều cá nè cô chú anh chị. Ồ, cá linh. Cá chạch. Heo. Mấy cá gô này chứ mềm mập luôn đó. Dạ. Ủa, cá lột cá lóc sáng đâu hết rồi. Dưới khoang có
Này mấy cái gô nông mướt là đã chưa? Đã quá, cá mập mềm luôn. Đó. Mấy cái gô đó để cá mồi luôn hay sao? Thì không có, cá này là bắt cá bán. À, cá đó bắt cá bán ha, cá chợ nha. Ừ, cá chợ. Dạ. Giờ là cá này mình lựa ra cho mình có được. Cá linh bự nè. Cái con này theo đúng ra là nướng ăn ngon lắm á. Ở đây giờ thả thì có kìa. Giờ chú Út sẽ chạy ra tới cái giớn kế tiếp. Bên kia thì hai anh kia cũng đang thăm giớn nè. Cái vỏ bên kia thì anh đó cũng đi đang thăm giớn đó. Buổi chiều này bà con đi thăm giớn đua sao nè? Bên đó chạy không anh? Bên đó cá chạy đỡ không anh? Chạy được 3-4 cá chạy rồi đó. Vậy hả? Bên đây chạy nãy giờ có được tối giờ đợi ổ cái này lại còn nữa. Chứ bên đây nãy giờ được 2 ký cá chạch rồi đó. Buổi chiều này sóng gió nhìn thấy mát mẻ quá. Buổi chiều này gió cho nên là sóng nhiều lắm. Thường mà đi thăm giớn buổi sáng sớm là không có sóng gió, trưa đến chiều là nhiều sóng. Này cái giớn tiếp theo này của chú anh chị, cá cũng ngon quá. Giớn của chú Thiếu Út chạy cá chạch bộn ha. Thấy con cá nhảy thấy mê chưa? Ở đây gồm có tép cũng nhiều nữa nè Thế Mốt. Ừ. Tép cân được nhiêu ký Thế Mốt? Tép cân có 50. Vậy hả? Cá khoai cũng 50. Cá khoai 50. Dạ. Còn cá chạch nó có giá. Cá khoai như mình làm khô đâu cần làm ruột hả? Không có làm, cá chạch cá khoai là hơi khô là khỏi làm. Dạ. Rửa sạch rồi cái quậy nước muối rồi để vô. Dạ dạ. Đây tới đợt cá chạch nó bự nhiều không Thế Mai? Rồi Thế Mốt. Bự như cỡ nào không? Bự lớn không? Nó bự cũng tay cái. Dạ. Bự không tay cái. Cỡ con cá vuông này không? Ừ. Đó. Mà cá ú. Cá dạ. Nước ấy rồi nó bự rồi nó cá ú mưu rồi thèm. Thầy tiếp một cái giớn tiếp theo. Ở bên kia thì ái vẫn miệt mài thăm mấy cái phía bên kia kìa. Ái thì đi theo phụ thăm vậy cho nó tốc độ nó nhanh. Xiên lắm con chú anh chị. Buổi chiều này sóng cũng lớn quá nè hả Thế Mốt? Bữa nay nữa hôm qua giờ sóng dữ lắm. Sợ không? Ừ, hôm qua sóng dữ lắm. Mà nước này cạn đâu có gì đâu sợ. Thì bởi vì nó lạ, sóng mình làm khó thôi. Dạ. Còn sợ thì không có sợ. Có năm nào nước nó lên ngập đầu không? Có. Đúng rồi. Mai mốt nó lên đỉnh điểm là ngập á hả? Chứ, tay mình. Phải không? Vậy là giờ còn cạn dữ lắm hả? Cạn siêu à. Dạ. Ồ bữa nay lại ít hơn qua đó. Qua lại. Cái này ít cá linh nhưng mà nó được tép với cá chạch. Cái con tép này nó lại con cá heo nè. Con cá heo cho cô chú anh chị xem. Ủa cái bên đây ngãi thầm cũng ít nhìn nè. Đây, cá heo nè cô chú anh chị. À, cá heo này cá heo đực. Nó còn bự nữa nhưng mà nó còn cá này thì người ta không có nuôi. Người ta lựa cá heo đuôi đỏ người ta nuôi không à. Cá heo nhìn rất là dễ thương. Lội dưới nước rồi lên bờ lạnh không ấy? Không à.
đây mỗi cái vớn nó cách nhau khá là xa nha. Thăm xong cái này là phải chạy máy. Đó. Bây giờ con thấy gió nó càng ngày nó càng mạnh rồi đó, mấy cái sóng này nó càng bự nè. Dạ. Mà nước cạn mà đâu có sợ đâu. Nhiều khi nước đầy đi thăm rồi có mang áo phao không thím út? Không hả? Lội lội chứ tới chừng nó hụt đầu rồi sóng mạnh quá quá mình cũng đuối. Ôi ôi thím út thăm cái này quá thì cá luôn nè. Trời ơi, thấy nó nhảy sôi sối luôn nè cô chú anh chị. Ủa cái này nhiều hả thím út? Ôi, cá nó nhảy nè. Cái này là chưa tới con nước nha cô chú anh chị, mà cá nó nhiều vậy nè. Với lại ủa cái này cá chạch nhiều nè thím út ơi. Quá trời luôn. Mê quá. Cá chạch này là một là mình làm món nướng nè, hai là nấu mẻ nè. Đó. Ngon lắm. Hoặc là chiên giòn, tô cá chốt nó bự. Ui cái này quá trời con cá chạch nè, phải chụp con cá chạch ạ. Đây cá chạch. Chạch khó bắt lắm. Cái chạch cái này chắc chưa văng lưới dính đó. Chưa dính. Dạ. Mốt khoảng tầm nửa tháng nữa người ta văng lưới cá chạch nhiều lắm. Cảnh buổi chiều đẹp quá. Lâu lắm rồi mới đi thăm vớn cảnh buổi chiều thế này. Một là sáng sớm, hai là buổi chiều á, cái thời tiết đẹp lắm. Còn buổi trưa thì nắng hơi gắt. Rồi cá ngãi nó cầm cái túi cá kìa. Quá thì ngon luôn. Cá thấy mê không ngãi? Ôi ôi cá kìa. Ôi ôi ngon quá trời ngon luôn. Được kẹp không? Nhắm nó vô đổ cái túi. Đổ cá. Ủa? Cá. Cá đồ mình bỏ đâu? Bỏ xuống đây luôn. Đây luôn hả? Ồ chế nước nó nhảy quá thế mới quá. À chơi kiểu hới hả? Con cá la kiếm mình đã quá trời. Cái này cá linh nhiều nè. Mê quá trời. Cua nữa nè. Cá lau kiến. Cá heo nè. Ồ cá heo này bự. Trời ơi, đổ nước cho nó nhảy kìa. Này, con cá linh nè, con cá linh nó trú lại nè. À, mình thấy mê chưa. Cá lau kiến quá trời luôn. Ừ, quá lau kiến. Nhiều người con thấy mua cá lau kiến thả phóng sanh nữa, trời bó tay. Cá này nó đâu có mang lợi ích môi trường đâu. Đây có một cái vỏ người ta cũng đi thăm vớn kìa. Quá dữ luôn. Chạy tốc độ rất cao luôn. Quá dữ. Đang chạy xuống kênh. Rồi bây giờ chuẩn bị lại thăm một cái vớn cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay nha. Đó. Cảnh buổi chiều càng về chiều thì sóng đánh càng mạnh cô chú ơi. Rồi bằng vịt cúng nè. Rồi dạ. Ăn rồi đầu nhậu dọn ngoài sân nè, kéo dài gì đó. Trời ơi. Cái đó quay mấy lắm rồi. Đây Thím Út đang kể dịp lễ 2 tháng 9 mấy con cháu Thím Út về cái trại để thăm gia đình á. Cái nấu ăn nấu uống quay quần bên nhau.
Đây, cái này cá linh nhiều nè, cái này cá chạch không có. Cá linh nó vừa chừng mé nè. Ồ, con cá linh này khủng dữ trời. Đó, trời ơi. Chưa... có ú đu rồi, đẻ rồi, chưa cần đẻ gì đó. Ồ, con cá này nó khủng nè. Quá nó bự luôn. Thì thả, nhưng mà coi đi quay đi mà thả. Cá đẹp dữ trời. Hai anh kia không kéo lưới vậy sao á? Kéo lưới gì á chú Út? Bụi ốc hả? À. Bụi ốc nhá. Thôi thả con cá này cô chú anh chị. Cá linh chà bá luôn nè. Thả cho đẻ nè. Ôi. Dễ thương quá. Đây con nữa nè. Con già. Đang già phải không? Đuối đẻ rồi đó. Này, bơm nhôm. Con hồi nãy mặc u nu, con này không nhôm. Cái đó có cái vàng ủi ốc nè, bà con ủi ốc bu vàng nè. Thì ốc bu vàng ủi lên thì bán được khoảng 1,5 kg một ký. Bán cho thương lái người ta mua để bán ra cho những người nuôi tôm hùm, người ta xay cho tôm ăn á, chú anh chị. Một ngày ủi ốc vậy thì bà con có thể kiếm được 1-2-3 triệu là chuyện bình thường. Cái này có nhiều không ốc? Ấy. Qua wow, cái này có cũng nhiều được nè. Nhiều quá, không ít quá. Cái này có cá chạch. Ồ, cá linh bự nữa kìa. Rồi thả luôn đi. Thêm mốc thả đi. 4 cái đó. Dạ dạ. Con đi. Làm cái cháo à. Từ từ mình làm nữa. Dạ dạ. Đi làm đợt nữa. Dạ dạ. Rồi sau khi thăm 16 cái đuôi giớn thì bây giờ chạy về nha cô chú anh chị. Đó. Buổi chiều thì thăm ít hơn buổi sáng. Buổi sáng là mình thăm mấy cái chú Út? Tới... tính bầu đi, tính bầu đi. Bao nhiêu cái bầu? Bầu thì 14 bầu rồi nó 28 cái. À, 14 bầu nó chạy ra 28 cái đuôi. Đúng rồi, 28 cái đuôi. Đúng rồi. Bởi nó nhiều hơn. Dạ. Tại bên đây mình sợ chậm đổ đó. Dạ. Mình đổ buổi chiều. Dạ. Còn bến thì mình đổ buổi sáng. Đây bây giờ khoảng 6 giờ chiều rồi mà trời vẫn còn sáng trưng à cô chú. Đây đây cô chú anh chị các bạn thấy bây giờ 6 giờ mà mặt trời ló ra trong đám mây buổi chiều hoàng hôn nè. Rất là đẹp luôn. Bên cạnh đó là mấy cái bầy chim nhạn nó bay dập dìu luôn nè. Nhìn rất là đẹp. 6 giờ mà mặt trời vẫn còn á chú. Chim mè nhạn quá trời luôn nè. Ở ngoài là mình có thể nghe được tiếng chim nhạn kêu luôn. Nghe luôn hả? Nghe nè, nghe chú không nghe nó kêu à? À. Ôi mặt trời đẹp quá. Bão vô miền Bắc đang gió mưa ở ngoài á. Dạ. Dạ về tới nơi rồi nè. Chuẩn bị xuống kênh nha, nước chảy dữ lắm luôn. Hồi hộp quá. Ôi hình như là trời sắp mưa hay sao. Đây một buổi chiều bình yên nơi mà bà con sống tạm ở đây để trời ơi trời. Tay lấy lụa.
nó kêu nó xuống đã rồi nó kêu nó lên. Trời, ta lái cái cam nhay nhay vô mình mới cho nó bơi xuống. Trời ơi. Đây là cái ghe của chú Thiếm Bút nè nghe. Trời mo nha. Cái lái dở quá. Tay lái này chưa thi bằng lái, chưa lấy bằng lái. Chưa đậu mới rớt. Mới rớt có 2-3 lần. Nếu mà buộc vô cho con.